Xin chào tất cả các anh chị là nhà tuyển dụng kế toán. Tôi quay cái video này thì tôi muốn chia sẻ đôi chút về cái công tác tuyển dụng. Đây là cái kinh nghiệm và nó là cái sự nhìn nhận của cá nhân tôi thôi. Đứng ở góc độ nhìn nhận thì tôi đang thấy rằng là có rất nhiều các cái tin tuyển dụng đăng ở trên mạng xã hội, hay là có nhiều anh chị gửi thông tin cho tôi á, thì tôi thấy là gửi cho tôi một cái tin tuyển dụng mà nó quá dài, nó có quá nhiều chữ, mà trong khi đó thì có một số cái thông tin cần thiết thì lại không có. Ví dụ như tôi thấy có những cái tin tuyển dụng ấy, thì tuyển ở cái vị trí kế toán tổng hợp mà anh chị nêu ra tất cả bao nhiêu cái phần công việc nó nhiều lắm luôn ấy. Đấy, thì tôi nghĩ rằng là không cần thiết. Bởi vì khi mà các bạn ấy là kế toán thì các bạn ấy sẽ biết là ở cái vị trí kế toán tổng hợp thì những cái đầu công việc các bạn ấy cần phải làm là cái gì là các bạn đã biết rồi. Thì ở cái phần này anh chị chỉ cần nêu ra là anh chị cần tuyển cái vị trí kế toán tổng hợp, và cái vị trí đấy thì anh chị yêu cầu bao nhiêu năm kinh nghiệm. Nếu mà một quy mô công ty nhỏ mà phát sinh không nhiều ấy thì chỉ cần khoảng độ 2 năm kinh nghiệm. Thế còn nếu mà công ty của anh chị mà phát sinh nhiều, nó phức tạp hơn một chút, thì các anh chị cần phải đòi hỏi là 5 năm, trên 5 năm kinh nghiệm chẳng hạn. Thì các anh chị cứ nêu rõ ra là đòi hỏi bao nhiêu năm kinh nghiệm. Và khi mà các bạn ấy đọc như thế là các bạn đã biết được là 2 năm kinh nghiệm thì yêu cầu nó chưa có gì là cao. Thế còn nếu mà trên 5 năm kinh nghiệm thì nó sẽ phải yêu cầu năng lực chuyên môn phải cao hơn, tốt hơn. Đấy, thì các anh chị chỉ cần nêu ra như vậy. Thế còn đâu thì những cái đầu công việc thì các anh chị không cần phải liệt kê ra quá nhiều công việc như thế. Thế còn có một số cái thông tin tuyển dụng ấy, khi mà gửi cho tôi thì tôi chỉ có copy, tôi up vào trong các cái group. Ở tôi sẽ có 2 cái group, những cái chỉ tiêu nào mà tuyển kế toán thuế, kế toán tổng hợp mà mức lương trên dưới 15 triệu, nói chung là tầm khoảng 14, 15, 17, 20, 25 thì tôi mới áp vào trong cái group học viên của tôi. Bởi vì học viên của tôi có nhiều các bạn người ta đi làm lâu năm rồi, nhưng mà người ta làm ở các cái vị trí kế toán phần hành, kế toán nội bộ. Bây giờ các bạn ý thấy công việc đấy không phát triển được mà lương thì thấp, thì các bạn ý đầu tư học là để các bạn ý hướng tới các cái công việc cao cấp hơn, mức lương cao hơn. Thế nên là nói chung là tôi đặt mục tiêu cho học viên của tôi ra nghề là phải xin ứng tuyển vào các cái vị trí mức lương trên dưới 15 triệu. Còn những người mà lớn tuổi rồi ấy, mà người ta có những cái tố chất tốt ấy, thì phải đặt mục tiêu mức lương trên dưới 20 triệu. Đấy là cái mục tiêu mức lương mà tôi đặt ra cho học viên của tôi là như vậy. Tất nhiên là khi tôi đào tạo ra ấy, thì năng lực chuyên môn của các em học viên của tôi ấy, là phải có kinh nghiệm bằng trên chục năm kinh nghiệm cơ. Nói chung là các bạn ấy làm từ nghiệp vụ, sổ sách, báo cáo tài chính, là các bạn ấy làm luôn luôn đúng đủ hồ sơ sổ sách cho doanh nghiệp. Ngoài ra thì các bạn ấy còn có những cái kỹ năng kinh nghiệm mà đòi hỏi phải đi làm rất lâu năm mới có thể biết được, thì tôi cũng trao truyền cho các em ấy ở cái khóa học này. Thế nên là nhiều học viên của tôi bây giờ ra là đang đi dọn dẹp hồ sơ sổ sách của các kế toán mà đi làm trên chục năm mà đang sai be xe bét, mà các bạn ấy còn đang nhìn thấy ra bao nhiêu cái sai, và các bạn ấy đang xử lý cho doanh nghiệp và được doanh nghiệp khen rất là tốt. Thậm chí có những bạn trái chuyên ngành mà bây giờ ra đi dọn dẹp hồ sơ xong, giải trình quyết toán xong mà sếp rất là khen luôn. Đấy, thế nên là các bạn học viên của tôi là các bạn ấy không ứng tuyển vào các cái vị trí kế toán nội bộ hay là kế toán phần hành hay là ứng tuyển kế toán tổng hợp ở mức lương thấp đâu. 10, 12 triệu là không ứng tuyển. 12 triệu trở xuống là không ứng tuyển. Thì lúc đấy những cái chỉ tiêu đấy tôi sẽ áp sang một cái group cho các bạn bên ngoài. Đấy, cái nhóm đấy là nhóm ứng viên kế toán thôi. Thì những bạn nào mà người ta chưa có kinh nghiệm ở cái vị trí tổng hợp thì người ta sẽ ứng tuyển vào các cái vị trí phần hành, hay là những bạn nào có kinh nghiệm ở tổng hợp nhưng mà kinh nghiệm thấp ấy, thì các bạn ấy ứng tuyển ở mức lương tầm 10 triệu, 8 triệu, 12 triệu. Đấy, còn riêng học viên của tôi là không, tôi không cho học viên của tôi đi ứng tuyển ở mức lương 12 triệu trở xuống.
12 triệu. Nói chung là các bạn mà đi ứng tuyển chỉ là ứng tuyển thử thôi, để xem là đi ứng tuyển như thế nào thôi, chứ còn không đi làm ở mức lương đấy. Thế nên là khi mà các anh chị đưa thông tin tuyển dụng cho tôi ấy, thì tôi có hai nhóm, một nhóm là học viên của tôi và một nhóm là các ứng viên bên ngoài, tôi sẽ up hộ các anh chị vào đấy. Thế nên là nhiều khi tôi có tôi up vào đấy thì đến lúc các bạn lại bảo là chị ơi liên hệ bằng cách nào ấy. Đấy, như thế thì nó sẽ làm mất thời gian của nhau, bởi vì tôi cũng rất là bận. Đây là tôi cũng chỉ giúp hai đầu thôi, giúp phía doanh nghiệp và giúp các bạn ứng viên. Thế nên là tôi cũng không có thời gian lúc đấy lại đi mò lại xem cái chỉ tiêu này của anh chị nào ấy. Thế nên là các anh chị cố gắng là chỉ cần đưa ra cái thông tin, thứ nhất là tên công ty này, thứ hai là địa chỉ này, thứ ba là lĩnh vực hoạt động này, thứ tư là ứng viên tuyển vị trí nào, yêu cầu bao nhiêu năm kinh nghiệm, và chế độ lương và chế độ các anh chị cũng cần phải nêu rõ ra nhé. Đừng để là thỏa thuận. Nếu mà các anh chị để là thỏa thuận ấy, thì tôi lấy ví dụ như có những em học viên của tôi ra, bạn ấy bảo là em thấy mức lương thỏa thuận là em không ứng tuyển, bởi vì em đã đi ứng tuyển một vài chỗ thì đến khi mà ứng tuyển phỏng vấn xong ấy thì trả được có mức lương 10 triệu thì mất thời gian. Nên là bây giờ chỉ có những cái chỉ tiêu nào mà ghi rõ mức lương từ thế này đến thế này em thấy phù hợp thì em mới ứng tuyển. Thế nên là các anh chị cũng nên đưa ra cái khoảng mức lương nào. Ví dụ như quy mô của mình phát sinh ít, chưa yêu cầu nhiều kinh nghiệm, thì các anh chị đưa ra mức lương khoảng độ 8 đến 12 triệu chẳng hạn ấy. Đấy, thì các anh chị cứ nêu rõ ra, chứ đừng ghi là thỏa thuận. Bởi vì khi mà anh chị nêu rõ ra nhá, ví dụ như có những em người ta có 2 năm kinh nghiệm thì người ta chỉ dám ứng tuyển ở mức lương tầm trên dưới 10 triệu thôi. Thì lúc này anh chị mà đưa ra kinh nghiệm trên 5 năm thì các bạn ấy biết là các bạn ấy chưa đủ tầm. Nếu mà trên 5 năm kinh nghiệm ấy thì mức lương phải tầm 15 triệu trở lên ấy. Thế hoặc là ví dụ như có những người ta rất là tự tin, người ta thấy chuyên môn của người ta tốt, mà bây giờ các anh chị mà đưa ra mức lương như thế thì người ta thấy không phù hợp. Thì những bạn mà người ta thấy phù hợp thì người ta ứng tuyển, đúng không? Thì nói chung là đăng như thế thì sẽ dễ tuyển hơn là anh chị cứ để là mức lương thỏa thuận. Đấy, và cái quan trọng là thông tin để ứng viên liên hệ cần thiết phải có. Đấy, khi mà người ta đọc người ta thấy ưng rồi mà chả biết liên hệ bằng cách nào, đúng không? Thế nên là đấy là đôi điều mà tôi muốn chia sẻ tới các anh chị là nhà tuyển dụng, để làm sao mà các anh chị dễ dàng tuyển được ứng viên. Và ứng viên thì khi mà các anh chị chú ý, ứng viên mà các anh chị muốn nhờ tôi á, thì vị trí mà tôi cung cấp là kế toán tổng hợp và kế toán thuế ở cái mức lương trên dưới 15 triệu. Còn những cái chỉ tiêu mà lương thấp hơn ấy thì tôi không tuyển hộ ở cái vị ở cái nhóm học viên của tôi, mà tôi sẽ đăng hộ các anh chị lên các cái nhóm không phải là học viên của tôi. Thì khi mà họ đến ứng tuyển ấy thì các anh chị cần phải hiểu rõ, ví dụ có những anh chị đã tuyển học viên của tôi lâu năm rồi ấy, thì bây giờ các anh chị lại tưởng đấy là học viên của tôi, và sau đó thì có những anh chị lại phản hồi rằng là em ơi, sao chất lượng đào tạo đợt này xem ra không ổn nhỉ? Anh đang tuyển một bạn này, bạn ấy đến, bạn ấy bảo là học viên của em mà sao anh thấy là không ok lắm. Thì lúc đấy tôi mới hỏi là bạn ấy tên là gì, số điện thoại ra làm sao. Thì tôi thấy là không phải là học viên của tôi. Đấy, thế nên là tôi yêu cầu tất cả các bạn đi ứng tuyển cũng thế, em nào là học viên của tôi thì hãy nhận là học viên của tôi. Còn không phải thì em chỉ nói rằng là em được biết đến công ty mình qua cô Quỳnh ở cái nhóm ứng viên kế toán, cô đăng tin lên đấy thôi, chứ em không phải là học viên cô Quỳnh. Đấy, tôi yêu cầu tất cả các bạn ứng viên là phải chân thực như thế, bởi vì rất nhiều các nhà tuyển dụng là họ đã biết đến tôi rồi. Thế nên là không để cái tình trạng mà nhà tuyển dụng hiểu lầm và làm ảnh hưởng đến uy tín của tôi các bạn nhé. Xin chúc tất cả các anh chị nhà tuyển dụng sớm tuyển được các ứng viên, và chúc tất cả các bạn ứng viên kế toán đi sớm tìm được việc làm. Bye bye, xin chào mọi người.